nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 4 đã đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 10 trường hợp nhà cửa công trình vi phạm hành lang lưới điện thuộc đường dây 500 kV Phú Mỹ Sông Mây trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường dây 500 kV Phú Mỹ Sông Mây hoàn tất đóng điện vào năm 2013, đi qua một số huyện của hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Dọc tuyến đường dây này có 10 trường hợp nhà cửa công trình vi phạm hành lang lưới điện từ khi đường dây 500 kV Phú Mỹ Sông Mây được xây dựng, đóng điện, vận hành. Cái dây trọ này là của tôi mà xây 13-14 năm rồi. Trong dãy phòng đó của tôi mà nó có một phòng 15 mét vuông mà nó dưới hành lang lưới điện. Rồi có mấy anh mà bên điện tải điện đó tới vận động để tháo gỡ, thì gia đình chúng tôi cũng tuân thủ để tháo gỡ hết trời. Còn cái này nữa là tôi hạn 2-3 ngày nữa là dọn dẹp cho sạch sẽ luôn. Tương tự như bà Thảo, gia đình ông Đào Văn Để ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã hoàn tất việc tháo dỡ phần nhà nằm trong khu vực vi phạm hành lang lưới điện. Căn nhà của ông có phần bếp và nhà vệ sinh rộng khoảng 9,5 m², nằm trong hành lang lưới điện cao áp 500 kV Phú Mỹ Sông Mây. Khi mua căn nhà này, ông cũng không biết về tình trạng trên, nhưng khi được nhân viên truyền tải điện và địa phương đến giải thích và vận động tháo dỡ, ông đã vui vẻ đồng ý. Một phần vì để đảm bảo cho tuyến truyền tải điện quốc gia, một phần vì muốn đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân ông và gia đình. Như tôi cũng khuyên những người mà còn đang dính trên đường dây, thứ nhất là an toàn đường dây điện cho quốc gia, thứ hai là an toàn cho chính mình. Thì những bà con nào mà còn đang dính thì cũng nên dỡ, tại mình ở thì làm sao cho nó an toàn là tốt nhất. Chính phủ quy định chi tiết trong luật điện lực về an toàn lưới điện cao áp. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được thiết lập bởi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hành lang. Trong đó, chiều dài hành lang đường dây dẫn điện trên không được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm biến áp này đến vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Chiều rộng hành lang đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây. Song song với đường dây có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía. Khi dây ở trạng thái tĩnh với cấp điện áp 220 kV dây trần là 6 m và cấp điện áp 500 kV dây trần là 7 m. Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình, cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng với cấp điện áp 220 kV là 4 m và cấp điện áp 500 kV là 6 m. Qua đây thì về phía đơn vị quản lý lưới điện chúng tôi cũng rất mong các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, cụ thể là các trường hợp xây dựng nhà cửa công trình vi phạm hành lang đường dây 500, sớm tháo dỡ, di dời ra khỏi cái hành lang của đường dây 500, cũng như là các cái hộ dân sinh sống gần cái lưới điện 500 kV, 220 kV, chấp hành đúng các cái quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tính đến hiện nay, trong 10 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện đường dây 500 kV Phú Mỹ Sông Mây trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã có 3 trường hợp hoàn tất tháo dỡ, 1 trường hợp thống nhất tháo dỡ, di dời trước ngày 7 tháng 6 năm 2023, 4 trường hợp đang tháo dỡ, 2 trường hợp còn lại, Công ty Truyền tải điện 4 và địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp hướng thống nhất với chủ hộ để hoàn tất việc tháo dỡ, di dời trong thời gian sớm nhất.